Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em lại về thêm được một chiếc Hyundai Elantra. Đây là phiên bản 2.0, sản xuất năm 2019, màu đen, biển tỉnh mọi người nhá. À, chiếc xe này của em chạy được hơn 3 vạn km, màu đen biển tỉnh, một chủ từ đầu. À, đây là form mới, mẫu mới của Hyundai Elantra ở cái form này. Nó hoàn toàn khác so với cái model trước đó. Đây là model mới, mẫu mới ạ. Trên bản Elantra thì sẽ có 3 phiên bản uh, cho số tự động, đó chính là bản 1.6 Uh, số tự động và bản 2.0 chính là bản này. Ngoài ra còn một bản nữa là bản uh, 1.6 turbo dành cho phiên bản uh, số tự động. Uh, trên phiên bản 1.6 turbo thì uh, giá nó cao hơn một chút. Uh, tuy nhiên là nhiều anh chị lại không thích chạy động cơ turbo uh, nên là nhiều người lại thích chạy uh, phiên bản 2.0 này hay hay là bản 1.6. Bản 1.6 số tự động thì uh, sẽ ít option hơn và uh, rẻ hơn một chút đây là phiên bản 2.0 bản full bản đầy đủ đồ chơi của Hyundai Elantra bên ngoài thì chúng ta có thể dễ dàng nhận biết nhất đó chính là cái bộ vành la răng đa chấu phay xoáy ngoài ra nữa thì ở trên mặt ca lăng chúng ta sẽ được nhận biết thấy là nó sẽ khác một chút ở cái cụm đèn pha đèn pha này sẽ là bốn bóng bi led siêu sáng mọi người nhé còn trên bản 1.6 thì nó là đèn bi xenon nó khác một chút so với cái bản này Bản 2.0 này thì sẽ cạnh tranh trực tiếp với cả các cái đối thủ như là Kia Cerato 2.0 hay là phiên bản Maraba 2.0 Đó Ở form này thì đẹp và trẻ trung hơn đời trước rất là nhiều Khác hoàn toàn so với form cũ Cùng là 2019 nhưng sẽ có hai phiên bản mọi người nhớ lưu ý cho em nhé đây sẽ là hai phiên bản. Uh, bản Mô uh, uh, model mới, model của 2020, form mới, màu mới mọi người nhá. Còn còn một bản nữa nó chính là phiên bản uh, model cũ, form cũ. Đó. Cốp để đồ thì khá là rộng rãi. Ở trong phân khúc hạng C thì gần như Elantra có được cái uh, cốp rộng nhất. Đó, trong phân khúc hạng C mọi người nhá. Ngoài ra thì ở trên phân khúc hạng C chúng ta còn có thêm cả Toyota Atit hay là Honda Civic. Nhưng mà hai chiếc xe này thì lại nằm ở trong cái đối tượng khách hàng khác so với những cái chiếc xe như là Mazda 3 hay là Cerato hay là Elantra như thế này. Bởi vì bản uh, Civic và Atit sẽ nhắm đến lượng khách hàng trung tuổi hơn và hai chiếc xe này thì sẽ uh, đắt tiền hơn một chút so với uh, phiên bản này. Đó. Ở trong uh, những chiếc uh, Hyundai Elantra thì uh, cái điều mang lại đó thoải mái nhất chính là cái hành hành khách ngồi phía sau, ví dụ như em đang ngồi đây thì cảm thấy nó rất là rộng uh, thoải mái hơn hẳn so với uh, uh, những chiếc như là Cerato hay là xe uh, dòng khác hay là Mazda Trên phiên bản 2.0 thì thì uh, mọi người sẽ thấy được là có hai uh, vùng điều hòa độc lập này có điều hòa tự động và chúng ta sẽ có sấy sửa vô lăng, sấy ghế. Một trong số những cái option mà tất cả những chiếc xe ở trong phân khúc hạng C không có đó chính là sấy ghế mọi người nhé và sấy vô lăng. Đầy đủ start top. Đó. Ngoài ra thì trên uh, chiếc xe này của em được trang bị thêm một màn hình Z-Tech công nghệ mới uh, của uh, màn hình ô tô bây giờ. Đây là ghế phụ ạ. Rồi. Tất cả những nội thất bên trong này thì còn khá là mới. So với một chiếc xe đã qua sử dụng thì cá nhân em đánh giá chiếc này là uh, khá là ok và hợp lý ở trong khuôn tiền mình bỏ ra. Uh, với giá tiền cực kỳ hợp lý ở thời điểm hiện tại. Rất là rẻ. cửa sổ chơi mọi người nhá. Uh, giao động từ uh, 550 đến 600 triệu thì mọi người có thể lựa chọn được khá là nhiều xe. Ví dụ như là chúng ta có thể mua được Mazda 3 2019. Đó. Tuy nhiên là uh, phiên bản Elantra này thì nhắm đến một lượng khách hàng nhất định riêng Và trong cái phiên bản Elantra ấy Thì uh, mọi người nếu như khi mà chúng ta chạy Chúng ta sẽ thấy được cái sự đầm chắc và chắc chắn nhất Ở trong phân khúc Gần như là đây là chiếc xe mà em mang lại được cái phân khúc uh, cái, uh, Chiếc xe ở trong phân khúc mà mang lại được cái cảm giác lái tốt nhất Chiếc xe này khá là đầy đủ option và đồ chơi Uh, hiện tại thì còn có cả cảm biến áp suất lốp mọi người nhá. Hiện tại thì uh, do chúng ta mới nổ máy nên là chưa um, nó chưa cái 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 cảm biến áp suất lốp nó chưa test ngay vào 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 uh, màn hình được nhưng mà mọi người yên tâm. Đấy, đây là một trong số những cái option mà em rất là thích. Cảm biến áp suất lốp giúp chúng ta uh, kiểm soát được lực hơi của xe khi mà bắt đầu lăn bánh. Màn hình Android thông minh mọi người nhá. Đó, những cái option thậm chí là ở đây có sạc không dây này. Tất cả những cái option này thì duy nhất chỉ được trang bị trên Elantra này thôi. đó phiên bản cao cấp trên màn hình z tách này của chúng ta thì sẽ có cả uh, thiết bị giám sát hành trình ở đây mọi người nhé camera hành trình nó rất là tiện lợi cho chúng ta khi mà lái xe đó rồi thì uh, vô vàn những cái option cái công nghệ khác nữa trên chiếc xe này đó mọi người nhìn này đó khá là nét và đẹp trên chiếc xe này. Với lượng tiền bỏ ra thì uh, cá nhân em thấy là khá là ok rồi, hợp lý. Hiện tại thì uh, em đang bán chiếc Hyundai Elantra phiên bản hai uh, 2.0 bản full option sản xuất cuối năm 2019, model mới, mẫu mới mọi người nhá. Uh, với giá tiền là 585 triệu, 585 triệu, giá cực kỳ hợp lý và rẻ ở thời điểm hiện tại, biệt tỉnh Uh, bao test hãng, check hãng toàn quốc cho tất cả quý khách hàng luôn Và xe thì đã được lên khá là nhiều đồ chơi Ví dụ như màn hình ZTECH này đó Mọi người lưu ý thêm một lưu ý nữa cho em nhé Đây là phiên bản Full Option, bản cao cấp nhất Bản 2.0 ạ Nó khác hoàn toàn so với tất cả những phiên bản còn lại uh, Bản này là bản cao cấp nhất rồi đó Đây mọi người có thể nhìn thấy có thể có chế độ đèn Full LED này Rất là sáng Hỗ trợ đèn cho chúng ta vào buổi tối, vào ban đêm Lái xe rất là an toàn Đó 585 triệu mọi người nhá. Có thể hỗ trợ mọi người trả góp 70% và tất nhiên là bao check, bao test và giao xe toàn quốc cho tất cả mọi người luôn. Em là Song Thảo, chuyên mua bán ô tô tại Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em. Mọi người có thể qua Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo để xem và cảm nhận uh, hình ảnh thực tế của chiếc xe này qua uh, hình ảnh trực tiếp ở Facebook hoặc là Zalo. Các anh chị có thể inbox cho em, em sẽ gửi hình ảnh thực tế lại để cho mọi người xem cuối cùng thì em xin được chốt và ngắn gọn lại hyundai elantra phiên bản 2.0 cao cấp nhất full option đó, tất cả những cái chi tiết ở đây đều rất là mới và chủ xe họ rất là dữ nha mọi người nhá có đèn auto gạt mưa auto có những cái uh, ga tự động của control phím tinh chỉnh ở trên vô lăng có cả biến áp số lốp và có gương gập tự động uh, sấy sưởi ghế sấy um, rồi um, sạc không dây chuẩn qi đó còn đây là màn hình android chúng ta có thể dễ dàng nghe nhạc được Tuy nhiên là uh, hiện tại thì uh, do lý do bản quyền của YouTube nên em không thể mở cho mọi người mọi người nghe thử được. Cái này rất là hay nhưng mà không uh, vì lý do bản quyền mọi người nhá. Em sẽ test sau. Uh, chi tiết thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em 0917 725 555 để chúng ta cùng trao đổi và thương lượng về giá cả. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin chào và hẹn gặp lại.